Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ Sáu ngày 11 tháng 1 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tập trung các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách của ngành giao thông vận tải năm 2019. Trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo Việt Nam - Campuchia. Bộ Y tế làm việc với tỉnh Lâm Đồng về công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số. Xuất khẩu điều gần 3,8 tỷ đô la Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 11 tháng 1, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức hội nghị trực tuyến tại 62 điểm cầu toàn quốc, tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì hội nghị. Cùng dự tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng có ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đại diện thường trực Ban An toàn Giao thông, Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, các đơn vị kinh doanh hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, Bộ Giao thông Vận tải đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2018, bao gồm việc hoàn thiện thể chế, chính sách, chiến lược ngành giao thông vận tải, công tác quản lý vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác quản lý đầu tư, xây dựng khai thác kết cấu hạ tầng giao thông, công tác đổi mới doanh nghiệp nhà nước, công tác cải cách hành chính của ngành giao thông vận tải. Nhìn chung, các nhiệm vụ đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần đắc lực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong đó, hoàn thành và đưa vào khai thác 27 công trình, dự án giao thông với tổng mức đầu tư 68.114 tỷ đồng, khởi công xây dựng 16 công trình dự án. Với công tác đảm bảo an toàn giao thông, năm 2018, tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Toàn quốc xảy ra trên 18.700 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.248 người, bị thương 1.800 người. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ giảm 6,71%, người chết giảm 0,4% và giảm 13,13% người bị thương. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết năm 2019 là năm tăng tốc để thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của cả 5 năm. Do vậy, ngoài phương châm hành động của năm là kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, ngành giao thông vận tải phấn đấu đạt tăng trưởng bình quân từ 8 đến 9% về tấn hàng hóa và lượt hành khách, hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2019, đồng thời thực hiện năm an toàn giao thông năm 2019. Với chủ đề an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy, ngành phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2018, không để ùn tắc giao thông các thành phố lớn, cũng như kéo dài trên 30 phút, tập trung triển khai đầu tư các công trình trọng điểm đã được phê duyệt. Sáng 11 tháng 1 tại thành phố Đà Lạt, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam phối hợp với Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo Việt Nam Campuchia. Ông Ke Sam Oeun, Phó Quốc vụ Khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia, ông Vũ Chiến Thắng, trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ đã chủ trì hội nghị. Về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và đại diện lãnh đạo các ban ngành liên quan cùng tham dự. Tại hội nghị, ông Vũ Chiến Thắng, trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc thiết lập mối quan hệ hữu nghị của hai nước Việt Nam - Campuchia, trong đó có sự tuân thủ nghiêm ngặt về văn hóa tôn giáo, bằng bản ghi nhớ hợp tác về công tác tôn giáo năm 2007, thỏa thuận hợp tác năm 2015. Hai bên cũng đã cử 10 đoàn cấp cao sang thăm và làm việc tại Việt Nam và Campuchia, tổ chức nhiều cuộc hội thảo cho cán bộ làm công tác về tôn giáo, tạo điều kiện cho Phật giáo hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác. Cũng từ mối quan hệ trên, nên hội nghị lần này giúp các đại biểu là cán bộ làm công tác tôn giáo của hai nước cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và bài học thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo của mỗi nước. Qua đó, nâng cao năng lực quản lý, tăng cường hiệu quả trong lĩnh vực tôn giáo, nhằm duy trì ổn định xã hội, xây dựng và phát triển đất nước ở hai quốc gia. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo địa phương ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đã điểm qua một số nét khái quát về tình hình tôn giáo tại Lâm Đồng,
cũng như mối quan hệ hợp tác với Campuchia trên lĩnh vực tôn giáo, thể hiện bằng bản ghi nhớ hợp tác. Theo đó, ông cũng mong trong thời gian tới, đoàn công tác của Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia làm việc tại Lâm Đồng từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 15 tháng 1 sẽ đến thăm một số cơ sở tôn giáo để nắm bắt thêm tình hình thực tế, cũng như thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ trong thời gian tới. Sáng nay 11 tháng 1 tại thành phố Đà Lạt, Ban Quản lý Dự án Chăm sóc Sức khỏe Nhân dân các tỉnh Tây Nguyên thuộc Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị đánh giá tiến bộ thực hiện dự án Chăm sóc Sức khỏe Nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện lãnh đạo đại diện một số cục vụ ban ngành các tỉnh Tây Nguyên và địa phương đã tham dự. Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 vay vốn ADB được triển khai từ năm 2014 đến năm 2019. Mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống y tế 5 tỉnh Tây Nguyên gồm Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng và Đắk Nông nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng cao của nhân dân các tỉnh dự án, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng thiệt thòi khác. Dự án gồm 3 hợp phần, gồm hợp phần A là tăng cường chăm sóc sức khỏe tại tuyến xã, hợp phần B là cải thiện chất lượng và tiếp cận dịch vụ y tế tại bệnh viện, hợp phần C là tăng cường năng lực quản lý tại các tuyến. Sau 4 năm thực hiện, 6 nội dung hoạt động gồm xây dựng cơ bản, mua sắm, đấu thầu, tuyển tư vấn, đào tạo, truyền thông, quản lý dự án đã được triển khai đồng bộ ở cả tuyến trung ương và địa phương. Riêng đối với Lâm Đồng, trong năm 2018, các hợp phần triển khai trong dự án đã triển khai và thực hiện đúng lộ trình, tiến độ đạt tỷ lệ 80-100% kế hoạch giao. Năm 2019, tỉnh Lâm Đồng được Bộ Y tế phân bổ hơn 110 tỷ để tiếp tục hoàn thiện và triển khai các nội dung trong dự án. Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã bày tỏ niềm vui khi được Bộ Y tế chọn thành phố Đà Lạt là nơi tổ chức hội nghị. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh trong thời gian qua, Lâm Đồng đã tận dụng mọi nguồn lực của địa phương, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân từ tuyến tỉnh đến tuyến xã. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định trong thời gian tới, Lâm Đồng sẽ tiếp tục tận dụng nguồn lực đầu tư xây dựng mạng lưới y tế để ngày càng nâng cao chất lượng và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên sau 4 năm triển khai đã mang lại hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh cho người dân ở các tỉnh Tây Nguyên. Bộ trưởng Bộ Y tế lưu ý trong thời gian tới, các tỉnh Tây Nguyên cần phải rà soát và tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu trong dự án, trong đó phải chú trọng đến công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, đồng thời phải nâng cao chất lượng khám chữa bệnh từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở. Đối với Lâm Đồng, Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt công tác sắp xếp bộ máy y tế tuyến cơ sở tinh gọn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ y tế phát huy được chuyên môn nghiệp vụ tại nơi công tác. Chiều ngày 11 tháng 1, đoàn công tác của Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về tình hình thực hiện nghị quyết 20 và 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, đồng chủ trì hội nghị. Tham dự còn có ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo một số cục vụ ngành trung ương và địa phương. Báo cáo với Bộ trưởng và đoàn công tác, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết trong năm 2018, ngành Y tế Lâm Đồng đã thực hiện hầu hết các chỉ tiêu được giao. Cụ thể, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hơn 11%, tỷ lệ xã đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế gần 96%. Có 7,3 bác sĩ trên 1 vạn dân. Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn tỉnh đạt gần 84%. Đặc biệt trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng không để xảy ra dịch bệnh. Các cơ sở khám chữa bệnh đã đảm bảo thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh, phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân. Đồng thời thực hiện tốt, triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao y đức, phục vụ tốt người bệnh tại các cơ sở khám và điều trị trong toàn ngành. Thực hiện nghiêm túc đề án 1816 về cử cán bộ chuyên môn, luân phiên từ bệnh viện tuyến tỉnh, hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt bệnh viện vệ tinh. Công tác thu dung điều trị cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người bệnh. Công tác dược cơ bản đảm bảo cung ứng thuốc thiết yếu đến các vùng sâu vùng xa, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hoạt động tuyến y tế cơ sở, tuyến xã phường thị trấn từng bước được cải thiện nâng cao về chất lượng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu ngày càng cao của nhân dân. Đến nay, 100% xã phường thị trấn trong tỉnh đều có trạm y tế.
Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đề cập một số khó khăn mà Lâm Đồng đang gặp phải như thiếu hụt nguồn nhân lực y bác sĩ trong công tác khám chữa bệnh, chế độ chi trả tiền lương và phụ cấp cho bác sĩ chưa hợp lý, khiến nhiều bác sĩ bỏ bệnh viện. Cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị khám chữa bệnh còn thiếu, chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt quỹ, giá dịch vụ kỹ thuật, danh mục phân loại phẫu thuật, thủ thuật hiện hành tăng, việc đấu thầu thuốc gây khó khăn cho cơ sở khám chữa bệnh, v.v. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Lâm Đồng, nêu rõ những thành quả mà Y tế Lâm Đồng đạt được trong thời gian qua. Đó là nhờ sự quan tâm của Bộ Y tế trong việc hỗ trợ đầu tư để ngành y tế địa phương không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Để thực hiện tốt các mục tiêu của y tế của địa phương trong thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục triển khai nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy ngành y tế, đồng thời sẽ tiến hành rà soát lại một số mục tiêu để có hướng đầu tư hợp lý hơn. Về việc đấu giá thuốc, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị ngành y tế cần nghiên cứu, học hỏi để thực hiện tốt hơn công tác đấu thầu, đảm bảo nguồn thuốc chữa bệnh cho người dân với giá hợp lý. Riêng đối với Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị. Đối với cái Bệnh viện 2 Lâm Đồng, thì có lẽ là dư luận thì các đồng chí cũng đã biết. Đây là một cái bệnh viện mà nghĩa như là cái quá trình đầu tư kéo dài, gần chục tám năm. Và như thế thì qua cái 4 liếng rồi sau khi mà chính phủ có ý kiến là giãn tiến độ đầu tư, rồi sau đó thì giao trách nhiệm cho địa phương thì phải nói rằng là vừa qua thì cũng đã có những cái vấn đề và chúng tôi cũng đã phải xử lý. Khi mà nhà đầu tư rồi đơn vị thi công làm không tốt thì như vậy cũng có khoảng gần 20 tỷ chúng tôi phải điều chỉnh lại và nhận với đồng chí Bộ trưởng là đúng là tôi chỉ đạo là phải cuối năm 2018 là cái bệnh viện này phải đi vào hoạt động. Nhưng hiện nay thì mới có 2 khoa là hoạt động ở đây. Do vậy thì nó cũng liên quan tới cái chỗ xử lý cái nước thải của bệnh viện. Bởi vì để có được cái bệnh đó thì mới phải có các cái khoa hoạt động thì mới phát huy được hiệu quả. Do vậy thì báo cáo với đồng chí là cũng quyết tâm là thúc đẩy là gì? Trong quý 1 này là phải dứt điểm cái việc chuyển cái bệnh viện Bảo Lộc để về cái này hoạt động. Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ghi nhận những kết quả mà ngành y tế tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong việc thực hiện chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Bộ trưởng Y tế lưu ý tỉnh Lâm Đồng cần thực hiện tốt công tác tinh gọn bộ máy, sắp xếp nguồn nhân lực đảm nhiệm, nhiệm vụ phù hợp. Cần phải học tập các mô hình y tế của một số tỉnh thành khác để triển khai hiệu quả. Đồng thời cần phải tự chủ về tài chính đối với đơn vị công lập. Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng để xây dựng bệnh viện chất lượng cao thì phải chú trọng khâu đào tạo và thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao. Riêng về công tác y tế dự phòng, Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh. Rất tốt cùng với cái sự phát triển. Nhìn trên số liệu để ngân sách thì khiêm tốn chúng ta chỉ có khám chữa bệnh rõ để bảo hiểm mấy ngàn tỷ trăm tỷ. Nhưng mà cái này các ông chí nhìn mà xem, chương trình mục tiêu quốc gia cấp cho cả tỉnh này được 7 tỷ. Các ông chí phân cho hệ y tế toàn bộ, chúng ta không gọi y tế dự phòng nữa đâu, mà gọi là y tế công cộng, còn dự phòng trước chỉ có nghĩ đến phòng chống dịch. Và dự phòng thì thôi, còn cái bảng chúng tôi vừa nói ấy, là một năm chỉ được một tí ngân sách mấy chục triệu cho cái phòng chống các bệnh tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, chúng tôi cảm thấy vô cùng lấy náy về cái chương trình mục tiêu. Thì bây giờ chúng ta không phải trả tiền lương cho người bệnh, không phải trả các cái tiền giường thấp nữa. Mai mốt thị trường hóa, tức là tính đúng tính đủ, thì cái tiền đó đầu tư cho nâng cao sức khỏe. Thì cách chia của tỉnh ấy là dự phòng là trên dân số, chúng ta thấy cũng tốt theo cái cách ấy. Tôi nghĩ là cái này thì chỗ y tế phải tham mưu cái phân bổ theo tư duy cũ thế này là tương đối tốt. Mà tư duy mới theo cái nghị quyết 20 là nâng cao bảo vệ sức khỏe và tăng cường y tế cơ sở thì sợ chưa đáp ứng. Ngoài ra, Bộ trưởng Y tế yêu cầu các cơ sở y tế tỉnh Lâm Đồng cần chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị, đặc biệt là tuyến cơ sở, trạm y tế, để từ đó đáp ứng và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày một hiệu quả hơn. Trước đó, chiều hôm qua 10 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác y tế cơ sở và tiến độ xây dựng xã điểm về chăm sóc sức khỏe trên địa bàn huyện Đơn Dương. Cùng đi có ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Theo báo cáo, hiện Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương có 2 chức năng: điều trị và dự phòng. Có tổng số viên chức cán bộ y tế hơn 250 người. Trong năm qua, Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương đã đảm bảo công tác phòng chống dịch, triển khai đầy đủ các dự án chương trình mục tiêu y tế quốc gia, dự án phòng chống HIVS, phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em, truyền thông giáo dục sức khỏe được duy trì.
về công tác xây dựng xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Đến nay, toàn huyện có 10 trên 10 thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, theo quy định của Bộ Y tế. Riêng về công tác triển khai mô hình xã điểm, huyện Đơn Dương có 3 trạm y tế được chọn mô hình trạm y tế điểm, gồm trạm y tế Thành Mỹ, trạm y tế Quảng Lập và trạm y tế xã Đà Ròn. Cơ sở vật chất tại 3 trạm y tế xã đang được tiến hành sửa chữa theo tiến độ. Tuy nhiên, tại các trạm y tế còn thiếu về cơ sở vật chất, trình độ của đội ngũ y bác sĩ còn hạn chế. Tại buổi làm việc, các đại biểu kiến nghị Bộ Y tế về bố trí nguồn nhân lực y tế, chế độ chi trả phụ cấp ưu đãi nghề y tế đối với lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn bị cắt, ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh, một số danh mục thuốc, danh mục kỹ thuật còn thiếu, v.v. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao sự quan tâm, đầu tư xây dựng trạm y tế của chính quyền địa phương. Đồng thời, Bộ Y tế yêu cầu trong thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương cần sắp xếp đội ngũ y bác sĩ ở các trạm xã điểm hợp lý, cần phải xây dựng danh mục thuốc, danh mục kỹ thuật trong công tác y tế dự phòng để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Trước đó, đoàn công tác Bộ Y tế cũng đã trực tiếp đi khảo sát thực tế tại 2 trạm y tế xã Đà Ròn và trạm y tế thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương. Tại mỗi điểm đến thăm, đoàn đã yêu cầu các trạm y tế xã sắp xếp lại phòng ban cho phù hợp với thực tế tại địa phương. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh họp rút kinh nghiệm sau kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân khóa 9. Tập trung các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019 là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Sáng nay 11 tháng 1, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị lần thứ 24 của Hội đồng Nhân dân tỉnh nhằm rút kinh nghiệm sau kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 và triển khai công tác năm 2019. Kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 12 năm 2018 với nhiều nội dung quan trọng. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 6 tờ trình, báo cáo của Ban Thường trực và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, xem xét thông qua 19 tờ trình, 15 báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành để xem xét và quyết định các nội dung quan trọng khác. Đây là cuối năm có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đạt được của năm 2018, đề ra nhiệm vụ, kế hoạch và giải pháp năm 2019. Vì vậy, các đại biểu tham gia kỳ họp đã tập trung thảo luận các tờ trình, nghị quyết. Trên cơ sở đó, thống nhất mục tiêu để hoàn thành kế hoạch kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng trong năm 2019 và thời gian tới. Bên cạnh những kết quả đạt được, kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần thứ 6 còn có một số tồn tại hạn chế, như một số ý kiến của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tham gia tại thảo luận còn mang tính vụ việc cụ thể, phản ánh tình hình cá biệt của địa phương, chưa đưa ra nhiều ý kiến tham gia bổ sung về các nội dung nghị quyết. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, đồng thời đề xuất một số ý kiến kiến nghị để nâng cao chất lượng các kỳ họp Hội đồng Nhân dân. Như đề nghị các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tốt nội dung chất vấn, ý kiến đóng góp trước kỳ họp. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Đức Quận đã khẳng định công tác chuẩn bị cho kỳ họp khá chu đáo về nội dung. Trong đó có vai trò của các ban và các sở ngành đã làm tốt công tác phối hợp bám sát nội dung của kỳ họp, đảm bảo yêu cầu của kỳ họp. Tuy nhiên, trước những tồn tại hạn chế, trên cơ sở đóng góp của các đại biểu nhằm nâng cao chất lượng các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất một số nội dung, như giao nội dung chất vấn, câu hỏi chất vấn cho các tổ đại biểu thảo luận trước kỳ họp nhằm đảm bảo đúng trọng tâm, tăng cường phối hợp trong công tác chuẩn bị nội dung, chương trình theo hướng đảm bảo về thời gian, chất lượng, nội dung kỳ họp. Trong năm 2019, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục tập trung vào một số nội dung về công tác giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, công tác chuẩn bị cho các kỳ họp, thực hiện phối hợp và giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Chiều hôm qua 10 tháng 1, Cục Thuế Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.
Năm 2018, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng được Bộ Tài chính giao 6.370 tỷ đồng. Với sự quyết tâm của toàn ngành thuế, cùng với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về quản lý thuế, tăng cường các biện pháp đôn đốc thu ngân sách nhà nước, xử lý nợ động thuế, tổ chức thanh tra diện rộng, việc quản lý chống thất thu thuế đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn. Kết quả công tác thu ngân sách năm 2018 của tỉnh đạt trên 7.200 tỷ đồng, đạt 11,3% dự toán trung ương, đạt 107% dự toán địa phương và bằng 113% so với năm 2017. Trong đó, 12 trên 12 địa phương thu đạt và vượt mức dự toán năm 2018. Bên cạnh đó, ngành thuế tỉnh Lâm Đồng còn chú trọng thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, tạo thuận lợi cho các tổ chức cá nhân doanh nghiệp. Năm 2019, ngành thuế tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế, phấn đấu tăng thu ngân sách khoảng 5% so với dự toán thực hiện, vượt dự toán trên 7.690 tỷ đồng do Bộ Tài chính giao. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Yên ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của ngành thuế Lâm Đồng trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Đồng thời chỉ rõ trong năm 2019, ngành thuế cần tập trung tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển. Đặc biệt lưu ý, ngành thuế Lâm Đồng cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thu như theo địa bàn, lĩnh vực và nguồn thu trọng tâm. Cần thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng thu, chống thất thu, giảm nợ động thuế. Tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ. Nhân dịp này, Bộ Tài chính tặng bằng khen cho 11 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thuế. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và một cờ thi đua xuất sắc cho Chi cục Thuế huyện Di Linh thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018. Sáng nay 11 tháng 1, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Bà Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. Trong năm 2018, tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ổn định. Do đó, việc làm cho công nhân viên chức người lao động cơ bản được đảm bảo. Thu nhập bình quân của công nhân viên chức người lao động trên địa bàn tỉnh đạt trên 5 triệu đồng một người một tháng. Với chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham gia góp ý dự thảo các văn bản với các nội dung chủ yếu như quy định chính sách nhà ở cho người lao động, hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ đời sống, văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động. Trong năm qua, Liên đoàn Lao động các cấp đã tiến hành thanh tra, giám sát việc chấp hành các quy định của luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội tại nhiều đơn vị doanh nghiệp, thực hiện quy chế dân chủ và tham gia xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ tại doanh nghiệp. Số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt 93%, thành lập mới 24 trên 20 công đoàn cơ sở ngoài nhà nước, phát triển 2.218 trên 1.500 đoàn viên, công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, gắn với thi đua khen thưởng, tiếp tục được quan tâm và đạt hiệu quả. Năm 2019, tiếp tục thực hiện chủ đề vì lợi ích đoàn viên công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tập trung triển khai thực hiện tốt nghị quyết Đại hội 9 Công đoàn tỉnh, thiết thực chăm sóc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên người lao động, chăm lo thăm hỏi động viên chúc Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, v.v. Đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua, bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy nhấn mạnh, cùng với các nhiệm vụ được triển khai trong năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh cần chú trọng tăng cường hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, kỹ năng của đoàn viên, người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục tạo việc làm hơn nữa cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục chương trình là những tin vắn đáng chú ý khác. Chiều ngày 10 tháng 1, Học viện Lục quân tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Ngoài công tác đào tạo cán bộ sĩ quan, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, thì một trong những vấn đề mà Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện chú trọng, đó chính là công tác dân vận, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Do vậy, trong năm 2018, Học viện đã tăng cường xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân bằng các hình thức dân vận kết nghĩa, triển khai cuộc vận động xây dựng cơ quan, đơn vị có môi trường văn hóa tốt, phong trào thi đua dân vận khéo, quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt các quy định về tuyển quân, tuyển sinh, tạo nguồn cán bộ cho địa phương. Trong năm đã bồi dưỡng kết nạp 7 đồng chí vào đảng, cử 45 chiến sĩ đi học lớp tiểu đội trưởng. Trong công tác dân vận, tham gia thực hiện các chính sách xã hội, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, đã tặng hàng ngàn suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, chức sắc tôn giáo trên địa bàn, tổ chức đợt công tác dân vận tại các xã vùng sâu, vùng xa trong tỉnh, tặng hai nhà đại đoàn kết, sửa chữa, xây dựng đường lưới điện nông thôn, làm đường dân sinh, trồng cây xanh tại xã Ninh Gia, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng. Năm 2019, Học viện Lục quân tập trung đẩy mạnh công tác phối hợp trong dân vận, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tăng cường rèn luyện, giáo dục cho cán bộ, giảng viên, học viên về bản lĩnh chính trị, đoàn kết quân dân, xây dựng học viện vững mạnh gắn với xây dựng địa bàn an toàn. Dịp này, Học viện đã khen thưởng cho 6 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt năm 2018, tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận cho 2 cá nhân. Chiều qua ngày 10 tháng 1, Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên khối doanh nghiệp năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Trong thời gian qua, nhằm nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện, Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh phối hợp với công đoàn các đơn vị, tổ chức nhiều chương trình như thắp sáng đường quê, bàn giao công trình dài 600 m đường điện với tổng trị giá 300 triệu đồng tại xã Lác, huyện Lạc Dương. Xây dựng 5 đoạn chiếu sáng đường quê tại xã Đinh Lạc, huyện Di Linh với tổng trị giá 300 triệu đồng. Tổ chức chuyến công tác thăm và tặng 20 suất quà và 8 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phi Liên. Bên cạnh đó, Đoàn khối các doanh nghiệp tỉnh cũng quan tâm đến nhiều hoạt động khác như đền ơn đáp nghĩa, hiến máu tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh. Năm 2019, Đoàn khối các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống, văn hóa, pháp luật cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, đại diện Trung ương đoàn đã trao tặng bằng khen đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 cho Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, Đoàn cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh và 2 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho phong trào công tác đoàn. Nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước: tín hiệu khả quan trong xuất khẩu điều năm 2019. Thủ tướng vừa ban hành quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 11 về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam, trong đó quyết định sửa đổi quy định về giá điện đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà. Theo quy định mới, các dự án điện mặt trời trên mái nhà được thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt của công tơ điện đo đếm hai chiều. Bên bán điện thực hiện thanh toán lượng điện năng nhận từ lưới điện theo quy định hiện hành. Các bên có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về thuế và phí. Giá mua bán điện đối với dự án trên mái nhà cho năm tiếp theo được xác định trên cơ sở tỷ giá trung tâm của Việt Nam đồng so với đồng đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước. Mặc dù xuất khẩu điều đạt gần 3,8 tỷ đô la Mỹ, tuy nhiên niên vụ 2018 được xem là một nốt trầm của ngành điều bởi những khó khăn về nguyên liệu, chất lượng khiến sản lượng xuất khẩu tăng nhưng giá trị lại giảm so với năm 2017. Năm 2018, Việt Nam xuất khẩu 3,52 tỷ đô la Mỹ nhân điều, tăng gần 8% về lượng nhưng giảm 3% về giá trị so với cùng kỳ. Gộp chung cả sản phẩm chế biến sâu như dầu, vỏ, hạt điều thì kim ngạch xuất khẩu đạt gần 3,8 tỷ đô la Mỹ.
Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, năm qua là một năm khó khăn của ngành điều, khi nhiều doanh nghiệp thua lỗ, hoạt động sản xuất kinh doanh giảm sút, bởi có giai đoạn giá nguyên liệu điều thô cao trên 30%, trong khi giá nhân xuất khẩu không tăng. Sự biến động về giá điều nhân trên thế giới và việc thiếu vốn khiến nhiều doanh nghiệp buộc phải hủy đơn hàng nhập khẩu hạt điều thô về chế biến, thậm chí đóng cửa doanh nghiệp. Trong khi đó, nguyên liệu điều thô trong nước chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu sản xuất trong nước vì thời tiết bất lợi và dịch bệnh. Năm 2019, ngành điều sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển các sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng cao và tập trung hơn cho thị trường nội địa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.